Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Film & More của mình. Chỉ vài tháng trước thôi, chúng ta vừa được mãn nhãn với bộ phim vừa cổ trang vừa người ngoài hành tinh trong Alien Noir. Chúng ta cũng được cười sảng khoái trong bộ phim Cộng sự bất đắc dĩ phần 2. Thì bộ phim hôm nay mà mình review sẽ là một bộ phim có màn kết hợp của cả hai mảnh ghép đến từ hai bộ phim này, đó là nam diễn viên Lu Chun-joy và Yu Hae-jin. Cả hai đều là cây hài trong bộ phim trước đó của họ. Thế nhưng khi cả hai cái hài gây sốt phòng vé Hàn Quốc này kết hợp thì lại là một bộ phim không còn hài hước chút nào nữa, mà ngược lại là một bộ phim vô cùng đen tối với một bối cảnh u ám nhất của thời đại Joseon. Mình sẽ không dài dòng, bây giờ mình mời các bạn hãy cùng mình đi luôn vào bài phân tích về bộ phim cổ trang top 1 phòng vé Hàn Quốc 3 tuần liền The Idol, có tên tiếng Việt là Dạ Điểu. Bộ phim lấy bối cảnh thời Triều Tiên Nhân Tổ, vị thế tử Sojon vừa trở về sau khi bị bắt làm con tin của nhà Thanh bên Trung Hoa, sau khi cha ông là quốc vương Nhân Tổ thua cuộc trước Đại Thanh. Nhà Thanh đưa thế tử Sojon về trong một bầu không khí ảm đạm của vương triều, không một bóng người nào chào đón sự trở về của thế tử ngoài vợ con của anh ta. Sau 8 năm ở nhà Thanh, thế tử Sojon học được rất nhiều những thứ văn minh, sáng tạo tiên tiến của nhà Thanh. Vì lúc bấy giờ, nhà Thanh rất mở cửa giao lưu ngoại giao với phương Tây, còn Triều Tiên thì đang thi hành chính sách bế quan tỏa cảng. Bầu không khí trong vương triều trở nên căng thẳng, u ám. Tình hình sức khỏe trong cung lúc này cũng vô cùng bất ổn. Vị y sĩ trong triều Lee Hyung-ik một lần đưa một vị bá quan đi bắt bệnh. Ông tìm ra Chong Yong-su, anh ta bị mù nhưng lại có kỹ năng bắt bệnh và châm cứu vô cùng mát tay. Ông đã đưa Jong-su vào cung làm việc cho y viện. Hoàn cảnh lúc bấy giờ ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi vị quan đặc sứ ngoại giao Đại Thanh, người đã đưa thái tử về, đưa ra yêu sách thúc đẩy quốc vương phải thoái vị và truyền ngôi ngay lập tức. Dĩ nhiên quốc vương không đồng tình với yêu sách này. Mặc dù lúc này các bá quan văn võ, nho sĩ trong triều đều đang có phần nhiều nghiêng về yêu sách này, vì lúc này triều đại nhà Thanh là một thế lực mạnh, bành trướng, vô cùng phát triển cùng những phát minh vượt bậc có được do ngoại giao với người phương Tây. Họ đang tìm một cái cớ để thúc đẩy quốc vương nên nhường ngôi là cho thế tử Sojon. Thế tử Sojon vì lo lắng nên đã mang trong mình tâm bệnh, nhưng nhờ y sĩ Jong-su chăm cứu và đưa ra lời khuyên, sức khỏe của thế tử đã được cải thiện. Anh có một khoảng thời gian hạnh phúc cùng vợ và con trai hiếu tông của mình. Thế nhưng trong lúc chữa bệnh, thế tử đã phát hiện ra sự thật rằng vị y sĩ Jong-su có một đôi mắt cú. Anh ta bị mù khi có ánh sáng, nhưng khi trời tối mắt anh ta lại nhìn thấy được. Một bi kịch đầy bí ẩn bắt đầu ập đến. Thế tử Sojon trong một đêm bỗng dừng trở bệnh. Dù được chăm cứu kịp thời, nhưng thế tử vẫn không qua khỏi và được chuẩn đoán tử vong do sốt rét. Nhưng mọi chuyện nào chỉ đơn giản như thế. Trong số cây kim châm sót lại, y sĩ Jong-su phát hiện ra nó có tẩm độc dược được cất giữ trong chính y viện. Trong đêm đó, anh đã lẻn quay trở lại để cứu thế tử, thế nhưng anh thất bại. Trong lúc bỏ chạy, chân của anh đã bị rạch một đường và một cái rương gần cửa sổ. Giờ đây trở trều thay, anh không những không cứu được thế tử mà còn bị tình nghi là người đã đầu độc thế tử. Bầu không khí trong cung vốn đã rối ren, nay ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Giờ đây khi y sĩ Jong-su biết được ai là kẻ đã lên kế hoạch ám sát thái tử, còn hung thủ giờ đây tức tốc tìm cách bịt đầu mối. Còn thế lực bá quan văn võ bên ngoài đã hỗ trợ cho y sĩ Jong-su để trừng phạt hung thủ. Thế nhưng thật ra chỉ là mượn gió bẻ măng, thật ra họ cần tìm ra chứng cứ để uy hiếp thủ phạm. Còn cái chết của thái tử giờ đây chẳng còn quan trọng, còn hung thủ thật sự là ai? Thì mình sẽ để lại đáp án này cho các bạn trải nghiệm tìm ra nhé. Phim về cổ trang cung đấu thì tính đến nay Hàn Quốc cũng đã làm được kha khá. Thế nhưng thời đại Triều Tiên Nhân Tổ thì ít được khai thác nhất so với các triều đại khác, bởi vì giai đoạn này là một giai đoạn khá ảm đạm của Joseon. Họ đều thua cuộc và bị áp đặt bởi các thế lực ngoại bang. Chiến thắng hiếm hoi của Joseon giai đoạn này là chiến thắng trước người Nhật. Thế nhưng đó là do họ được nhà Minh của Trung Hoa hỗ trợ, và dĩ nhiên sau đó là phải chịu cảnh lệ thuộc. Bộ phim Dạ Điểu lấy bối cảnh giai đoạn biến động khi nhà Minh vốn có quan hệ tốt với Triều Tiên Nhân Tổ đang thất bại trước nhà Thanh. Thế nên họ phải tính đến nước khác là phải chuyển sang ủng hộ nhà Thanh. Các nhà làm phim Hàn Quốc ngày nay không còn chỉ biết khoe những chiến thắng vẻ vang của họ nữa, mà họ bắt đầu chuyển hướng làm những bộ phim cả ở những giai đoạn mà họ thất bại nhất. Họ làm thế không phải để bơi móc hay vạch áo cho người xem lưng, mà họ làm theo một châm ngôn kinh điển đời đời của họ, đó là không có tương lai cho một dân tộc quên đi lịch sử. Họ làm phim để những sai lầm trong lịch sử sẽ không tái hiện một lần nào nữa tại đất nước họ. Trong bộ phim, ông vua Nhân Tổ do diễn viên Yu Hae-jin thủ vai là một hình tượng ông vua không thể xấu xí hơn. Ông ta bảo thủ một cách cố chấp, không còn là câu chuyện cha truyền con nối trong giới vua chúa nữa. Ông vua này bất chấp mọi thủ đoạn để ông ta có thể ôm ngai vàng đời đời, chỉ ông ta và ông ta mà thôi. Dù bị cả vương triều bỏ rơi, dù ông ta bị nhốt trong cái ngai vàng của ông ta, đám quan lại thì chỉ đợi ông ta chết để cưỡng ngôi, con cháu ông ta giờ không còn một ai trong cung.
Nhưng quan trọng là ông ta vẫn không quan tâm, chỉ cần cho ông ta ngồi trên ngai vàng thôi, thế giới ngoài kia muốn gì cũng được. Dù đây là một vị vua hư cấu, nhà làm phim không chỉ đích danh một vị vua nào trong lịch sử, nhưng bầu không khí xảy ra trong nội bộ cung lại chính là một bầu không khí thật của một giai đoạn u ám trong lịch sử thời Joseon. Vua thì cố chấp, chấp nhận trở thành bù nhìn để bám ngai vua, quan lại thì cũng chẳng có chính nghĩa, chỉ cần gió bên nào mạnh thì hồ theo bên đó. Hậu quả của nó là không lâu sau đó là liên hoàn những thất bại liên tiếp, khi Triều Tiên Nhân Tổ thất bại trước nhà Thanh, và kết cục cuối cùng đó là cả triều đại Joseon suy vong trước đế quốc Nhật. Tên của bộ phim là Cú Đêm, vì trong bóng tối, loài cú là loài nhìn thấy rõ nhất, đó là vị y sĩ mù Chong Su. Anh ta biểu trưng cho rất nhiều các nhà hiền triết thời đại này, giữa bóng tối u ám bao trùm cả Joseon. Họ là những người thấy rõ hết mọi chân tướng, mọi sự thật thối nát trong đó. Thế nhưng cách để sinh tồn tốt nhất, đó chính là họ nên bị mù, sáng mắt cũng nên giả mù, che mắt bịt tai, nhịn nhục mà sống. Vì họ biết, nếu họ bùng lên, họ phải nhận lấy cái kết đắng. Không phải tự nhiên mà bộ phim này đứng top 1 phòng vé Hàn Quốc 3 tuần liên. Dù thời đại nào cũng thế, không chỉ thời Joseon, bóng tối có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thế giới trở nên tồi tệ không phải vì sự tàn bạo của kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt. Một Joseon đen tối với sự im lặng của những kẻ giả mù mà sống. Vị y sĩ Yeon-su trở thành anh hùng thời đại. Khi nhiều lần nếu anh giả mù thì có lẽ anh đã có thể có cuộc sống vinh hoa hơn rất nhiều. Thế nhưng lựa chọn của anh đó là sự hy sinh để vạch trần sự thật đen tối. Bạn không cần là fan của dòng phim cung đấu hay là fan của hai diễn viên Lu Chun-jae hay Yoo Hye-jin thì Dạ Điểu vẫn là một bộ phim của Hàn Quốc đáng xem nhất ngoài rạp lúc này. Không phải là những pha chao lượng, tỉ thí võ nghệ, mà những âm mưu của nó đúng hơn là một bộ phim trinh thám. Nó tạo đủ đồ hồi hộp, kịch tính, không quá khó hiểu, dồn ép quá nhiều những pha plot twist hay nặng tính lịch sử. Bạn vẫn có thể thưởng thức nó dưới yếu tố giải trí. Đây là dự án lớn đầu tiên của đạo diễn An Tae-jin, cũng là dự án điện ảnh đầu tay của nữ diễn viên An In-jin, cùng rất nhiều những thứ lần đầu khác. Thế nhưng nó vẫn thu hút được những tên tuổi gạo cội như hai mảnh ghép của Reply 1988, Lu Chun-jae và Choi Mu-song, hay ông hoàng phòng vẽ Yoo Hye-jin tham gia. Và họ đã chọn phim thì thường rất ít phim nào dở, các bạn yên tâm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video phân tích của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một subscribe, like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Các bạn có để lại cảm nghĩ của các bạn dưới phần comment, mình sẽ đọc nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn tại một video khác tại Film & More nhé. Bye bye, see ya.